chưa chị, thế bình thường đọc là để chuyên nào mới đọc được không? Muốn Nếu mà chị đi mà chị về trước được không? Tự về được mà không có lưỡi không có lưỡi này chữ mà đi cuốn lưỡi cái chữ em khó này không quen với khách bây giờ khách của em về hàng tài sẽ đến một lần khác cuốn lưỡi vào đây nó không mà lưỡi nhưng sau lần lại gõ thì vẫn phải chữ ta luôn ở trên biết chữ nào thì chữ quen bây giờ gì nghĩa là lúc đọc nó sẽ thành âm nả cuốn lưỡi còn khi viết là vẫn là nả đó. Hoặc là nì truy ná lì Hán Việt là khứ này trong học từ quá khứ đổi dấu thành ná lì chữ nào có rồi thì mọi người thử tra lại trên bảng nó bắt chước Thịnh what are you doing hả chép bài chép gì trong điện thoại chép nhanh một tí nữa lại kêu các bạn chép xong hết rồi không chép nữa tự điền Latin vào nghĩa là nghĩa tin tưởng thế chữ người đi cạnh nhau người nọ đi theo người kia anh từ đâu đến chữ này là chữ tòng xuất giá tòng phu là chữ theo nghĩa là theo nhưng mà ở đây mình dịch là anh từ đâu đến là đúng từ theo tòng quân mình nhớ được cái chữ đó thì chúng là lái gì chị có ngoái là gì chúng anh từ đâu đến vì chúng mà là các chữ này nó có rồi em tra vào phía trên để nhớ chữ Thank you.
sáu giống nghĩa nhá, cách biểu đạt khác nhau. Chuyện là đi, còn chuyện là đến. Chuyện là đi chứ gì? Chuyện là đi, lái là đến. Anh đi đâu mà? Anh đến từ đâu đến? Chơi sư là cửa đi phan. Án biệt. Giá thì má. Nó ngay tin đái đấy.